chấp thị trường tăng trưởng chóng mặt sau khi Mỹ công bố chỉ số CPI, FPT quyết tâm không tăng giá sau khi cha đẻ Samsung bị bắt. Cái kết cho đế chế crypto tỷ đô. Và tối qua, sau khi Mỹ công bố chỉ số CPI tháng 11 là 7,1%, đã khiến cho cả thị trường đua nhau đi lên. Dẫn đầu là anh cả Bitcoin khi có cú pump tăng 4%, từ 17K1 lên 17K8 chỉ trong vài tiếng. Dù đang phải đối mặt với một loạt tin phút, nhưng BNB vẫn tăng gần 6% từ 255 đô lên giao dịch quanh mức 270 đô trong thời gian tương tự. Tuy nhiên, cả thị trường ai cũng tăng thì chả lấy gì làm lạ. Nhưng cho góc tối, FTT lùi thủi giảm gần 7%, từ gần 1,5 xuống 1,4 đô. Giá FTT không tăng giá cũng dễ hiểu thôi, hôm qua cha đẻ Samsung bị bắt. Buồn như thế thì ai mà đứng lên được chứ? Mà nghe phong phanh thế nào sau khi bị bắt, Sam còn đang đòi được tại ngoại cơ. Ủa anh ơi, bị bắt chứ không phải đi du lịch đâu mà anh muốn là được thế. Trái ngược với những tin xấu bùa xung quanh về tương lai sau khi FTX tuyên bố phá sản và Samsung bị bắt, giá Samsung vẫn bắt kịp xu hướng của thị trường khi tăng gần 10%, từ 13 lên 14,2 đô trong vòng 5 tiếng. Đấy, khi mà CZ phải bị nền ngập đầu trong phút, Samsung thì đi xa lắm rồi mới biết tin tốt về CPI đã cứu cả thị trường một bàn thua trông thấy. Hôm nay thị trường còn đón chờ quyết định về lãi suất tháng 12 của Fed. Nếu đây là một tin tốt nữa mà không thấy FTT tăng thì khả năng lần này FTT đi thật rồi ông giáo ạ. Liệu đây có phải dấu chấm hết cho một đế chế crypto tỷ đô? Anh em cùng để lại ý kiến dưới phần bình luận của video nhé. Còn nếu anh em đam mê với những câu chuyện học phốt bên lề thì hãy like, share và subscribe Hòm Biến Crypto ngay để cập nhật những diễn biến mới nhất về thị trường crypto nhé.